Ê, em bảo đâu con. Alo. À đúng rồi em ơi. Ok em cứ qua vậy. Đúng rồi em, đúng rồi. Cái thằng đó vừa chơi muốn vừa cho ta nghe điện thoại nữa. Còn con xin cái nữa đó chứ nè. Coi giờ qua học kìa, học học online mới giấc mệt. Cứ lớp của em không là nghỉ. Alo. Cái tâm nhà vô kìa. Coi chưa? Coi rồi. Ấy là mới chuyển hồ mô. Mới nhắn tin vô rồi đó. Vừa mới đây thôi hả? À, với lại là một màu một màu xám một màu rồi đâu đó.
Mà còn cái bên cái hông, cái lưng, cái trên đầu của khách nó là bên nó để cái tủ sản phẩm mà, cái đâu bên dưới. À, cái tủ, nhưng mà cái tủ làm cái tủ màu, em nói là màu gỗ chứ không phải màu xám. Nó làm màu xám nhìn kinh ồn. À, cái tủ đó nè, giống như cái đèn nè, nhìn xám nó giống như cái đèn. Nó làm ô dưới đó à. Để em coi thử lại đã. À, rồi, ok. Nghe bán gọi cái là dục đó là nó chạy luôn. Nghe giọng sợ. Không cần mình nói luôn. Alo, à, em có lồn đó chứ hả? Dạ có chị ơi. À, chị qua lễ giùm mặt chị nghe. Dạ. Lửa nó tiện nó giùm.